theo di mệnh cuối cùng của A Mã, Đại Phúc Tấn Tuấn Tài, theo hầu Đại Hạng. Tôi dùng con già hồ đồ rồi, là nghĩa là đông ca mà ta thương yêu nhất. Người nói cái gì? Người phụ nữ mà người thương yêu nhất. Độ gì cảm xúc? Thiếp đi theo người cả đời, thiếp hầu hạ người cả đời, thiếp cho người ta đứa con trai. Nhưng rốt cuộc người lại nói cô ta là người phụ nữ mà người thương yêu nhất. Vậy còn thiếp, thiếp là cái gì? Thiếp là cái gì? Đi tìm mấy ca ca của con đi. Mà của con bận rộn lắm.